Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm qua 16 tháng 9 đánh dấu cột mốc vô cùng đáng nhớ trong cuộc khủng hoảng Ukraine nói riêng và lịch sử hiện đại của quốc gia Đông Âu này nói chung. Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn hai dự luật quan trọng. Dự luật thứ nhất sẽ trao chế độ tự trị hạn chế cho Donetsk và Luhansk ở khu vực miền đông của Ukraine hiện do phe ly khai kiểm soát. Dự luật thứ hai được thông qua là Hiệp định Thương mại Tự do giữa Ukraine và Liên minh châu Âu EU, mở đường cho Ukraine trở thành thành viên của EU. Giới phân tích nhận định, những quyết định mang tính đột phá này có thể xoay chuyển cục diện chính trị ở đất nước Đông Âu. Dự luật được Quốc hội Ukraine thông qua sẽ trao quyền tự trị cho hai vùng ly khai, Donetsk và Lugansk trong vòng 3 năm. Người dân ở hai vùng này sẽ được sử dụng tiếng Nga ở các cơ quan nhà nước, được tổ chức bầu cử địa phương vào ngày 7 tháng 12. Luật cũng cho phép Donetsk và Lugansk tăng cường quan hệ láng giềng với các địa phương ở Nga. Chính quyền Kiev cũng cam kết xây dựng lại các cơ sở tầng đã bị chiến tranh tàn phá và hỗ trợ kinh tế ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Quốc hội Ukraine cũng đã phê chuẩn luật ân xá cho các tay súng ly khai đòi độc lập ở Donetsk và Lugansk. Tôi bị thuyết phục bởi niềm tin rằng những gì mà chúng ta có được hôm nay sẽ giúp cho tiến trình hòa bình tại Ukraine không đi chệch hướng. Tôi không hề nghi ngờ khi nói rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến tình huống là không còn ai ở miền đông Ukraine phải đổ máu nữa. Người dân ở hai tỉnh Donetsk và Lugansk sẽ có cơ hội để bầu chọn nhà chức trách mới và cùng nhau mang lại hòa bình cho Ukraine. Ngay sau đó, Quốc hội Ukraine và Nghị viện châu Âu cùng phê chuẩn thỏa thuận Hiệp định Thương mại Tự do với Ukraine và EU. Tổng thống Poroshenko cho biết đây là bước đầu tiên để Ukraine chính thức gia nhập EU. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz đã hoan nghênh việc thông qua thỏa thuận này, gọi đây là dấu mốc lịch sử của Ukraine. Tôi tin rằng trong lịch sử nghị viện thế giới, chưa bao giờ chúng ta cùng thấy hai nghị viện cùng thông qua một thỏa thuận quốc tế. Đây là một quy trình chưa có tiền lệ. Chúng ta tự hào về điều đó. Đây là một ngày quan trọng đối với Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine và EU chưa thể ăn mừng cái gọi là giây phút lịch sử nói trên khi hai bên quyết định nhượng bộ trước sức ép quyết liệt và mạnh mẽ của Nga bằng việc hoãn thực hiện một thỏa thuận thương mại tự do cho đến năm 2016. Trong khi một số thành phần cứng ở Kiev phản đối quyết định nhượng bộ của Tổng thống Poroshenko và EU trước Nga, thì hầu hết các nhà phân tích đều nhất trí rằng đó là một bước đi cần thiết. Bởi Nga đã tuyên bố sẽ tôn trọng mọi thỏa thuận với EU và Kiev, nhưng sẽ áp dụng các biện pháp bảo hộ nếu thỏa thuận thương mại tự do Ukraine-EU có hiệu lực sớm. Điều quan trọng hơn là Ukraine chưa thể được hưởng lợi ích từ thương mại tự do với châu Âu trong vòng một thập kỷ, bởi thỏa thuận được ký kết đã để một khoảng thời gian tối đa 10 năm cho giai đoạn chuyển tiếp. Chính quyền Ukraine trao cho lực lượng nổi dậy quyền tự điều hành khu vực họ đã chiếm, cho phép tăng cường quan hệ với Nga nhưng không cho phép các vùng này độc lập mà vẫn phải thuộc lãnh thổ Ukraine. Những đề xuất này khiến Tổng thống Poroshenko phải va chạm với các chính khách Kiev và các nhà hoạt động thân phương Tây, những người nhận xét ông đã nhượng bộ lực lượng ly khai quá nhiều. Trong khi đó, chính quyền và người dân Donetsk và Lugansk lại có những phản ứng trái chiều. Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã có nhiều ý kiến khác nhau. Một số không mấy hào hứng với đề xuất về quy chế đặc biệt của Tổng thống Poroshenko vì cho rằng nó không thực tế. Phó Thủ tướng thứ nhất Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Pergin cho biết họ đã xem xét nghiêm túc trên thiên hướng đảm bảo tính xây dựng cho hòa bình và tạm thời trước mắt thấy có một số điều khoản có thể tán thành được. Ukraine đã thông qua một số dự luật, chúng tôi đã đọc chúng, có thể vẫn còn vài điểm mà chúng tôi cần phải thảo luận lại. Tuy nhiên, có vài điểm chúng tôi cũng thấy ổn, vì nó có thể đảm bảo để chúng tôi tồn tại song song với Ukraine, chẳng hạn như các điều khoản về xã hội, văn hóa và kinh tế. Tôi không tin vào lòng tốt của Kiev. Rõ ràng họ đã nhượng bộ, nhưng tôi nghi ngờ có điều gì đó đứng sau dự luật này. Vì vậy, cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Còn Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng lại đánh giá dự luật của ông Poroshenko là một tiến triển tích cực sau thỏa thuận hòa bình Minsk. Chủ tịch Hội đồng Tối cao Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng Alexei Karyakin rất tán thành điều khoản cho phép lập lực lượng cảnh sát đối lập vì đó là điểm cơ sở để xác lập vai trò hợp pháp của lực lượng đang chiến đấu ở Lugansk thay vì bị Kiev gọi là những kẻ khủng bố.
Việc Quốc hội Ukraine thông qua quy chế đặc biệt cho khu vực Donetsk và Luhansk thuộc vùng Donbass được xem là một nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình nhằm hòa giải dân tộc thông qua sự nhân nhượng của chính quyền trung ương. Bởi tình hình ở miền đông Ukraine trong mấy ngày vừa qua vẫn căng thẳng. Máu vẫn đổ ở Donetsk, mặc dù đã có một lệnh ngừng bắn giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy được ký vào ngày 5 tháng 9, nhưng trên thực tế thì cả hai bên sau đó vẫn cáo buộc nhau phá vỡ lệnh này. Ngày 15 tháng 9, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tổ chức thực hiện giám sát thỏa thuận ngừng bắn đạt được ngày 5 tháng 9 giữa chính quyền Ukraine và phe đối lập miền Đông xác nhận đã có liên tiếp các hành động vi phạm thỏa thuận này trong vòng 2 ngày qua. OSCE cảnh báo các hành động quân sự đang làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn này. Những gì chúng tôi chứng kiến trong hơn 48 giờ qua không phù hợp với thỏa thuận mà các bên đạt được tại Minsk và những hành động này còn có chiều hướng gia tăng. Tình hình tại miền đông Ukraine rất phức tạp và chúng tôi không thể xác định các vụ nã pháo bắt nguồn từ đâu. Theo hãng tin Reuters, 6 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong những vụ bạo lực tại miền đông Ukraine. Nguồn tin cũng cho biết, một phái bộ giám sát quốc tế của OSCE tại khu vực này cũng đã bị pháo kích. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ tấn công sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hôm 5 tháng 9, vốn trở thành thử thách lớn nhất cho lệnh ngừng bắn mong manh này. Việc Quốc hội Ukraine phê chuẩn việc trao quy chế tự quản đặc biệt trong vòng 3 năm cho khu vực Donetsk và Luhansk là một phần trong kế hoạch hòa bình được chính quyền Kiev và lực lượng ly khai ký hồi đầu tháng 9 này. Và việc thông qua dự luật này cùng một lúc với hiệp định liên kết với EU có thể được coi là một sự nhượng bộ và trấn an từ phía Kiev. Tuy nhiên, việc luật mới được thông qua có chấm dứt được cuộc nội chiến hiện nay ở Ukraine hay không thì vẫn còn phụ thuộc vào quan điểm của lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông cũng như là các bên có liên quan. Rời Đông Âu, chúng ta sẽ quay lại châu Á với một sự kiện rất đáng chú ý. Thưa quý vị, từ lâu Trung Quốc đã có tầm ảnh hưởng rất lớn đến khu vực Nam Á, đặc biệt là về lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên không vì thế mà Bắc Kinh bỏ qua các cơ hội gia tăng sự tác động của mình tại khu vực này, nhất là trong bối cảnh Nhật Bản cũng đang tìm cách hiện diện tại đây nhằm kiềm chế những tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay 17 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Ấn Độ sau khi thực hiện các chuyến thăm khác đến một số nước Nam Á, trong đó có Sri Lanka và Maldives. Mục đích cụ thể của các chuyến thăm viếng chính thức này là gì? Và Trung Quốc đã đạt được những gì qua các chuyến thăm này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Theo kế hoạch được vạch sẵn trong chuyến công du Nam Á lần này, trong ngày 17 tháng 9, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ trong 3 ngày. Nhưng khác với thông lệ, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không bắt đầu tại thủ đô New Delhi mà bắt đầu từ bang Gujarat, quê hương của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Động thái này diễn ra đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 64 của Thủ tướng Modi, đã được các học giả và giới phân tích Ấn Độ chú ý bởi đây có thể là một nước cờ chiến thuật của Trung Quốc nhằm tranh thủ tình cảm của Thủ tướng Modi, đồng thời thể hiện ý định tăng cường hợp tác kinh tế và đầu tư với bang phát triển đầu tàu của Ấn Độ. Vào tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết Chủ tịch Trung Quốc có khả năng sẽ công bố các khoản đầu tư vào các khu công nghiệp và giúp thiết lập một hướng đi cho sự hợp tác tốt đẹp hơn giữa hai quốc gia. Có đủ lý do cơ bản để chúng tôi tin rằng Trung Quốc có lợi trong việc đầu tư vào Ấn Độ. Trên cơ sở đó, chúng tôi mời họ đến đầu tư bởi nó cũng giúp chúng tôi cắt giảm thâm hụt thương mại. Với hy vọng, đầu tư của Trung Quốc sẽ tạo ra công ăn việc làm. Đó là mục tiêu đề ra của chính phủ Ấn Độ. Đầu tư của Trung Quốc đã giúp thu hẹp 31 tỷ đô la Mỹ thâm hụt thương mại của Ấn Độ vào năm 2013. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia làm việc tại Ban Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ, bên cạnh các vấn đề kinh tế, các mục tiêu cho chuyến thăm Ấn Độ lần đầu tiên của ông Tập Cận Bình trên cương vị Chủ tịch nước Trung Quốc không thể không kể đến việc làm quen với ban lãnh đạo mới của Ấn Độ, quản lý mối quan hệ Trung Ấn, đồng thời ngăn chặn Ấn Độ liên kết với Mỹ và Nhật Bản để kiềm chế Trung Quốc. Khi mới đây, Nhật Bản đã cam kết đầu tư 35 tỷ đô la Mỹ vào quốc gia Nam Á trong 5 năm và cam kết này được đánh giá là nghiêm túc hơn cam kết của Bắc Kinh. Trước đó, hôm 16 tháng 9, ông Tập Cận Bình đã đến thăm Sri Lanka, chặng thiết yếu trên một trong những con đường hàng hải tấp nập nhất thế giới, nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác với Sri Lanka trong các lĩnh vực hàng hải, du lịch, kinh doanh, cơ sở hạ tầng và quốc phòng. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư hàng đầu ở Sri Lanka, với việc Bắc Kinh đã tài trợ xây dựng một cảng nước sâu và một sân bay quốc tế ở nước này.
Trong khi đó, khi ở thăm Maldives trước đó một ngày, Chủ tịch Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với nước này và thúc giục Maldives tham gia kế hoạch xây dựng lại con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 xuất phát từ Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc đã và đang đem đến cho các nước thuộc khu vực Nam Á nhiều cơ hội và lợi ích về kinh tế, song không phải lúc nào Bắc Kinh cũng được nhiệt liệt hoan nghênh tại khu vực này, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà Ấn Độ đang coi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc xung quanh lãnh thổ của mình là một mối đe dọa. Các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ ở khu vực biên giới dọc ranh giới kiểm soát thực tế LAC cùng yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ tiếp tục là rào cản cho quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay. Trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 16 tháng 9, Ấn Độ tuyên bố sẽ bảo vệ 3.500 km đường biên giới của nước này với Trung Quốc, sau khi các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin cho biết hơn 200 binh sĩ thuộc quân đội Trung Quốc đã vượt biên vào lãnh thổ Ấn Độ tại vùng phía tây dãy Himalaya vào tuần trước, song đã bị quân đội Ấn Độ đẩy lùi. Chủ tịch Trung Quốc không hạ cánh ở New Delhi, nhưng quân đội Trung Quốc đã đến Ấn Độ. Trong 3 tháng qua, chúng tôi nhìn thấy sự xâm phạm lãnh thổ. Việc này đã liên tục tái diễn. Trong bối cảnh đó, dù hai nước đều mong muốn thắt chặt hơn về hợp tác thương mại, song trên thực tế, việc tranh chấp biên giới vẫn còn là trở ngại lớn trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, về phía mình, Trung Quốc ngày hôm qua khẳng định vấn đề biên giới sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước. Chúng tôi hy vọng hai nước có thể nỗ lực tiếp tục duy trì hòa bình và ổn định vùng biên giới, đồng thời tạo ra bầu không khí tốt đẹp cho việc phát triển mối quan hệ hai bên. Dường như chưa bao giờ Nam Á lại trở thành điểm đến ưu tiên hàng đầu trong chiến lược ngoại giao của các cường quốc khu vực và thế giới như thời gian gần đây. Chỉ chưa đầy nửa tháng, khu vực này đã chứng kiến hàng loạt chuyến thăm con thoi của các nhà lãnh đạo. Thủ tướng Australia Tony Abbott công du Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Bangladesh, Sri Lanka, sau khi tiếp đón người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại Tokyo. Và gần đây nhất là chuyến công du đang diễn ra của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Maldives, Sri Lanka và Ấn Độ từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 9. Những chuyến thăm dồn dập này đang nói lên một vị trí quan trọng của Nam Á trong khu vực cũng như là trên thế giới. Nằm ở phía nam lục địa châu Á, với diện tích khoảng 4 triệu km vuông, chỉ chiếm khoảng 10% diện tích châu Á. Thế nhưng việc án ngữ Ấn Độ Dương rộng lớn đã giúp tiểu lục địa này chiếm giữ vai trò đặc biệt. Một trong những yếu tố làm cuộc đua tới Nam Á trở nên nóng bỏng là bởi nơi đây có sự hiện diện của Ấn Độ. Với tiềm lực quân sự ngày càng tăng, Ấn Độ đang từng bước trở thành cường quốc biển và có vai trò trọng yếu với an ninh không chỉ ở Ấn Độ Dương mà cả Thái Bình Dương cũng như khu vực Biển Đông. Về chính trị, quốc gia Nam Á đang vươn tới vị thế của một cường quốc đang trỗi dậy và đóng góp đáng kể cho việc hình thành cục diện thế giới mới, cũng như làm đối trọng điều chỉnh các mối quan hệ phức tạp trên toàn cầu. Về kinh tế, những cải cách kinh tế quan trọng đã khiến Ấn Độ giữ được mức tăng trưởng bình quân hàng năm. Theo dự đoán, đến năm 2030, Ấn Độ sẽ là nền kinh tế lớn thứ ba trên hành tinh. Dù là người khâm phục những thành công kinh tế của Trung Quốc ngay từ khi còn làm thủ hiến bang Gujarat, song trước những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến vấn đề lãnh thổ, Thủ tướng Modi không thể xem nhẹ chủ quyền quốc gia. Đó là lý do vì sao Trung Quốc khó có thể khiến cho Ấn Độ gạt bỏ được những nghi kỵ, cho dù cả hai bên đã có những nỗ lực lớn để xây dựng lòng tin. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.